Vâng, xin chào mọi người quay lại với kênh YouTube Phạm Hà Linh. Chiều chiều mắt trời là mình lên thăm vườn mấy em rùa và hái xương rồng với lại dâm bột xuống để làm thức ăn. Ôi, cây này bị bong mất gốc rồi. Đây là khâu chuẩn bị. Đấy. Cái lọ gốm này là mình đã sử dụng rất là lâu rồi này. Đấy, đây bản xương rồng tay thỏ rất là to. Đấy, ăn nhiệt tình gặm có mà gọi là thôi rồi. Ở đây là chiều chiều là mình bơm nước vào bể nhé, vào chuồng nuôi nhé. Vừa là quét dọn vệ sinh là nước vào cho các em uống nước rất là sạch. Chuồng làm từ cao xuống thấp nên là nước chảy vào nó cứ chảy rồi ra lỗ thoát thôi. Ăn xương rồng gọi là tươi roi rói rồi. Đây. Nhìn gọi là mấy em ăn thèm. Không biết mọi người ai đã là ăn mấy cái món xương rồng này chưa nhỉ? Ai xa. Đây là em rùa baby. Đấy. Em này đang bám tường. À không, đây đặt ngược. Đây đây đây, chiều này mới là chiều xuôi nhỉ? Đấy. Đi vào tranh ăn. Đấy, vào tranh ăn mới bắt lớn. Và tranh ăn mới bắt lớn. Ăn luôn, có một cục này ăn luôn. Đây 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 là đây, là đây là đây. Đấy, cho miếng nhỏ nhá. Ăn rất nhỏ nhẹ. Không bù cho bác đằng sau. Nhưng cũng cắn được đấy chứ. Đấy mọi người nhìn thấy không? Nước chảy từ cao xuống thấp mà. Có gì bẩn nó trôi hết về một khu vực trũng. Sau đó là vớt lên, hất đi thôi, tới cây, bón cây. Nhìn quay gần nét này mọi người cứ nhìn tưởng rùa to. Đây là rùa con này. Ôi xài. Đấy. Tuyệt vời luôn, ngon ngon. Ở trên kia là còn mấy cây bản rất là lớn. Đây là mỗi con kéo một đầu ấy. Nhìn thấy không? Cây cối xanh mượt, xương rồng xanh mượt, trắng nõn, xanh nõn. Đấy, ăn, đấy thế mà cũng được nửa miếng. Em kia em kìa. Sỏi ơi, nhoi không? Kiểu gì lại trèo lên giờ mà. Trèo thật, trèo thật, trèo thật. Em rùa này là mai rất là bình dị nhé. Mai mọc lệch hơn những con rùa bình thường. Mình sẽ đăng cụ thể clip về em ấy sau. Đấy, cái lọ gốm đấy. Cho rau vào trong là các em cứ kéo ra thôi, kéo ra ngoài là ăn. Nói chung là cũng một phần là cũng đỡ bẩn. Đấy. Rồi và đây là cuộc thi ăn của hai nhóc rùa. Rộp 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 rộp. Đấy. Nói chung là những cây xương rồng này mình đã bóc gai đi từ trước rồi. Có một số cái gai răm là bóc rồi. Đấy. Đấy, cùng nhau ăn đấy. Rồi, em nhỏ đã bị thất thế.
Đấy, mọi người nhìn không? Bản này mới gọi là bản xương rồng to này. Đấy, gặp. Ấy xà, thanh niên, thanh thiếu niên này lại là lao vào xử luôn. Ngạp, 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 ngạp. Ấy xà, mắc, 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 mắc. To quá, cái này chắc phải để cắt, cắt, cắt nhỏ ra. Phải cắt nhỏ ra này mới ăn được. Gọi là ngon vãi chưởng luôn. Trời ơi, nhìn nó xanh mướt này như rau xanh ấy. Mấy vị ăn chay là thích lắm. Đấy, em này thì vẫn cứ lá dâm bụt mà ăn. À, đây đây, rùa núi vàng. Vâng, đây là đàn rùa núi vàng mọi người nhé. Đàn rùa núi vàng. Đấy. Tuyển tập những em rùa cũng khá là phun vàng. Oh, đây là màn ăn nhanh, màn ăn nhanh. Đấy. Rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhé. Kênh YouTube Phạm Hà Linh.